Rồi, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của Hùng nha. Và video này thì Hùng lại lên cho các bạn là một cặp chó Phú Quốc. Ship 3 tháng rồi, hai con này khác đàn nhé. Một con là cái, đây con này con cái này, con này con cái bạch hổ lưỡi phun đen. Và con này là con đực. Đấy, con đực này con đực vẹn vàng kem và bạc má nhé. Vẹn vàng kem bạc má. Đây thì Hùng lên một cái đôi này nhã ý cho anh em nào có muốn tìm một cặp khác đàn chó đẹp nhé. Đây vậy bạch hổ này, lưỡi phun đen này con cái, và con vẹn là đực này, con vẹn vàng kem bạc má này, con này lưỡi đốm đốm nhiều nhé. Để cho các bạn nào mà có nhu cầu sắm một đôi này về làm sinh sản thì nhắm vào đôi này nhá. Đôi này là đẹp hoàn thiện luôn đấy, đẹp hoàn thiện luôn. Hai con này thần kinh tốt, hai con này thần kinh tốt, quấn chủ nha em hả. Đấy, đây. Hai con đều xoáy kiếm dài, đuôi cung chính giữa lưng. Đấy, con này bạc má này, đây là bạc má này, lưỡi con này đốm thôi, lưỡi đốm nhiều nhá, khó lắm. Con này lưỡi đen này, con này là lưỡi đen, con này là lưỡi phun đen nhé. Đây 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 đây, đây lưỡi phun đen này. Đây 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 đây, lưỡi đen nhá, con này là lưỡi đen nhá. Em từ 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 từ, rồi lo quấn. Con cái là bạch hổ lưỡi phun đen nhá, con này là lưỡi đen từ bé nhá, chứ không phải là nó đốm loang ra đâu. Đấy, hai con này tuyệt vời luôn. Đấy, vẹn con đực là vẹn vàng kem, con cái là vẹn là bạch hổ lưỡi đen. Đây em lưỡi đen là không được. Đây đây đây, các bạn nhìn nhé, lưỡi đen xì này. Đấy. Rồi, ok. Rồi rồi. Lưỡi đen nhá. Bạn nào mà nhắm đôi này mà ưng mắt thì có thể là liên hệ với Hùng qua số điện thoại Hùng để trong cái phần mô tả của video. Đó cũng là số Zalo luôn. Thì Hùng sẽ quay chi tiết hơn cho các bạn tham khảo nhé. Hai con cứng cáp rồi,